Trường vàng, chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? Vàng thật sự đã có cái cú tăng trưởng bứt phá và tiệm cận đến khu vực chúng ta kỳ vọng rằng sẽ có cơ hội bán được, như trong cái chia sẻ trong bản tin cập nhật sáng ngày hôm qua, đó là vùng giá biên độ phía bên trên vùng 2.480 đô la một ounce có thể sẽ tiềm ẩn cái cơ hội bán xuống của thị trường vàng. Thì nguyên nhân cơ bản dẫn đến cái cú tăng giá rất là mạnh của vàng trong cái phiên trading ngày hôm qua, chúng ta biết rằng đó là kết hợp của hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất ý, đó chính là cái lo ngại về vấn đề về địa chính trị. Cụ thể ý, thì đó chính là cái xung đột có thể sẽ leo thang tại cái giải Gaza, đúng không ạ? Và cái thứ hai ý, đó chính là cái kỳ vọng về cái việc Fed cắt giảm lãi suất. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái bài viết ở trên FX Street họ đề cập rất là rõ hai cái yếu tố, hai cái động lực cơ bản này, đúng không ạ? Khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và cái xung đột địa chính trị leo thang thì đang là cái động lực chính đẩy vàng tăng lên cái khu vực kháng cự 2.480 điểm. Nhưng như có chia sẻ của bài tại cái bài viết này á, thì chúng ta cũng biết rằng đó là gì ạ? Họ nhận định rằng là cái kỳ vọng, cái dữ liệu về cái lạm phát của cái tuần này ấy, sẽ có thể định hình về cái lộ trình của cái lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong cái tháng 9. Bên cạnh đó họ cũng nhận ra một cái điều mà phù hợp với cái đánh giá chung của chúng ta trong bản tin cập nhật gần đây, đó chính là vàng tăng trong cái một cái khoảng giá trading sideways tương đối là rộng và có cái khả năng sẽ dẫn đến cái giai đoạn gọi là giao dịch không có xu hướng. Ở phía bên dưới này chúng ta thấy cái biểu đồ họ đề cập, đúng không ạ? Cái biểu đồ H4 rất là giống với cái biểu đồ chúng ta đã từng đề cập, đó là gì ạ? Có khả năng sẽ chỉ trading sideways trong cái một cái biên độ rất là hẹp của cái biểu đồ H4 như này mà thôi, khoảng giá loanh quanh khoảng 2.380 đến 2.480, đúng không ạ? Cho nên rằng là với cái tâm lý của thị trường hiện tại này á, thì mình đánh giá rằng là cái kịch bản, cái khả năng về cái việc vàng có thể sẽ điều chỉnh giảm trở lại từ cái vùng 2.480 này ấy, là cũng rất có khả năng sẽ xảy ra, đúng không ạ? Nếu như cái dữ liệu lạm phát của tuần này có cái gì đó thay đổi đột biến so với cái kỳ vọng của thị trường, và vùng này ấy, chắc chắn là một cái vùng giá rất là quan trọng trên cái phương diện thanh khoản của thị trường, đúng không ạ? Vùng này có thể sẽ tiềm ẩn cái khả năng điều chỉnh, tại vì chúng ta biết rằng là đây là cái mức giá đỉnh cao nhất mọi thời đại của nó, và khi mà có cái động thái giá spy up lên rất là mạnh như này á, thì cũng đứng trước cái khả năng về cái việc sẽ có một cái động thái profit taking hay là chốt lời phía bên trên này. Thành ra chúng ta hết sức là chú ý cái kịch bản vàng có thể sẽ bị bán trở lại từ cái khu vực 2.480 đô la một ounce này nha.